được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 32.000 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, một số ngôi nhà của các dân tộc tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội đang có những dấu hiệu xuống cấp nhưng vẫn chưa được duy tu lại. Có mặt tại đây, theo ghi nhận của Pháp luật Blood, tại một số công trình, ngôi nhà đang có những dấu hiệu xuống cấp. Mái nhà lợp bằng cỏ ranh đã bị bung ra, hở hốc nhìn xuyên trời. Mưa nắng mặc sức xuyên xuống, làm phần sàn nhà và vật liệu làm từ gỗ cũng bị mối, mọt và mục nát. Không những thế, bao quanh những ngôi nhà này cũng đã bị những bãi cỏ mọc tùm lấn át, khiến cho khung cảnh nơi đây càng trở nên hoang sơ. Nhìn thoáng qua, những cảnh tượng này khiến ai đi qua đây cũng phải giật mình vì sự hoang lạnh của nơi này. Trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết. Toàn bộ các cái công trình hạng mục ở đây nằm trong những dự án của làng văn hóa tập trung đầu tư cho khu làng dân tộc. Chủ yếu là các công trình tranh, tre, lứa, đá, đúng theo những công trình truyền thống nhà cửa các dân tộc. Có hai cái điều kiện rất đặc biệt đã ảnh hưởng đến các công trình. Đấy là cái vật liệu tranh, tre, lứa, đá. Nó có tuổi thọ chỉ vài năm thôi. Hai cái điều kiện mưa nắng và dông tố lốc và các con côn trùng ở khu vực Đồng Mô từ mối đến các con khác, đó là tác nhân trực tiếp phá hoại công trình, gây ảnh hưởng xuống cấp công trình. Cái việc này ban quản lý khu làng cầm biết là không có. Khi mà nhận thấy rằng những công trình bằng vật liệu tranh, tre, lá tạo thì cũng đã kiến nghị đề xuất là trong quá trình đấy ngâm tẩm rồi. Thế vì làm sao? Vì là nắng mưa dãi dầu rồi dông tố lốc như thế thì có phương án là sử dụng vật liệu thay thế, nhưng mà sau đó không được đưa ra. Vì sao? Vì đồng bào dân tộc thì cái gỗ của mà người ta quen cái chân rồi, cái sàn người quen, không thể dùng bê tông được. Và toàn bộ những công trình còn lại chúng tôi đã báo cáo để đưa vào kế hoạch duy tu bảo dưỡng trong thời gian tới. Cái toàn bộ nội dung đấy đã được ban lớn báo cáo Bộ Tài chính. Vừa rồi thì hai vụ Bộ Tài chính đã xuống làm việc trực tiếp sau khi có báo cáo chúng tôi về tình hình là rất nhiều các công trình bị xuống cấp do là gì? Do là thiên nhiên rất là khắc nghiệt, do là vật liệu là tranh, tre, lứa, đá tạm thời đặc thù của công trình ở đây vì không thể làm vật liệu thay thế được. Thì vừa rồi là các cụ tài chính đã xuống trực tiếp đến các ngôi nhà ghi nhận cái tình hình hiện trạng là do là cái đặc tính của vật liệu tranh, tre, lứa, đá, cái điều kiện khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên về dông tố lốc và côn trùng và phá hoại thì phải có một cái nguồn để tập trung hỗ trợ cho việc mà duy tu bảo dưỡng các công trình. Trong khi đó, nhà hát ở huyện Đan Phượng, Hà Nội được thiết kế cầu kỳ, hiện đại và được đầu tư với số vốn là 117 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay công trình này vẫn đang ngừng thi công ở giai đoạn hoàn thiện. Nằm trong khu văn hóa thể thao huyện Đan Phượng, công trình nhà hát huyện Đan Phượng được thiết kế cao 5 tầng với tổng diện tích mặt sàn lên tới 7.000 m2, diện tích sử dụng đất hơn 10.500 m2. Tổng mức đầu tư là 117 tỷ đồng, thời gian thực hiện là năm 2012 đến năm 2014. Công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong huyện. Nhưng cho tới nay, theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Blood, thì công trình mới chỉ cơ bản hoàn thành phần lắp đặt bên ngoài. Ván giáo, vật liệu xây dựng phục vụ công trình vẫn còn vất ngổn ngang phơi mưa phơi nắng và rải rác quanh khu vực của nhà hát. Bên trong tòa nhà vẫn còn vất ngổn ngang vật liệu xây dựng, nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện. Các cánh cửa ra vào được niêm phong hoặc cài chốt tạm bợ. Thiết bị âm thanh ánh sáng, bàn ghế chưa được đầu tư hoàn thiện. Được đầu tư lớn, hoành tráng, nhưng đến nay hai công trình này vẫn còn đang dở dang, khiến người dân thủ đô không ngừng đặt câu hỏi về tính hiệu quả thực sự của hai công trình này.